Suy niệm lời Chúa thứ tư tuần thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Suy niệm. Người Do Thái xin Chúa Giêsu cho họ dấu lạ. Ngài đưa ra hai trường hợp rất quen thuộc đối với họ, đó là Jonah và Salomon. Có ai khôn ngoan hơn Salomon? Thế mà ở đây, Thầy Giêsu chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Có gì lạ hơn chuyện người nằm trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm? Nhưng Jonah chỉ là hình ảnh tiên báo Đức Giêsu nằm trong lòng đất 3 ngày rồi sống lại. Jonah và Salomon đã là lạ nhưng vẫn không qua mặt được dấu lạ Đức Giêsu. Hơn nữa, dấu lạ Jonah là lời mời gọi dân thành Ninive sám hối, thì dấu lạ Giêsu cũng là lời mời gọi mọi người sám hối và tin vào tin mừng. Ngày nay, người ta vẫn đòi dấu lạ. Nghe biết nơi nào có chuyện lạ thì đổ xô nhau tìm đến. Lắm khi chỉ để thỏa mãn tính hiếu kỳ, để cầu xin cách vụ lợi, chứ không phải để củng cố lòng tin, để hoán cải cuộc sống. Quả thực, dấu lạ ở ngay trong lòng bạn khi bạn lãnh nhận bí tích thánh tẩy, để bạn trở nên con cái Chúa. Dấu lạ vẫn diễn ra hàng ngày trong bí tích thánh thể, nơi Chúa Giêsu hiện diện. Mời bạn đến với dấu lạ hàng ngày là Thầy Giêsu đang ở trong bạn, và hãy làm cho Ngài lớn lên trong bạn mỗi ngày. Sống lời Chúa hôm nay, ta hãy tham dự thánh lễ ngày thường khi có thể và dành thời gian đến nhà thờ để thờ lạy dấu lạ Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hoán cải, để lòng chúng con xứng đáng với dấu lạ Chúa ban cho chúng con. Amen.